100% bằng sắt nhé. Đúng, phanh chân, phanh tay đầy đủ nhá. Tính về kinh phí thì chắc là chẳng dám làm ra. Đợt dịch Covid, Hà Nội mình bị cách ly mất mấy tháng đấy. Cả xưởng của tôi là phải đóng cửa. Máy móc nông nghiệp thì mình lúc đó thì mình cũng chả làm gì cả. Sẵn có sắt thép, đeo búa ở trong xưởng là tôi đem tôi gò luôn một chiếc xe ô tô. Từ khi tôi làm, hoàn thành mất 5 tháng 6 ngày để ra một chiếc xe ô tô nó thiết kế kiểu thời cổ. Nó cũng ý tưởng của riêng mình. Về cái đường cong hay là về cái kiểu dáng là theo cái suy nghĩ của mình thôi. Đây là một chiếc xe mà tôi làm thủ công. Cái form xe là cái làm tôi mất nhiều thời gian nhất. 100% bằng sắt nhé. Tạo nó thành một cái đường cong kiểu dáng hút hồn người khác thì đó là một cái khó nhất, lâu nhất. Hệ thống động cơ thì mình mua động cơ hãng tốt nhất. Và hệ thống phanh là mình mua hệ thống phanh mà của cái chất lượng tốt nhất để mình ghép thành chiếc xe của mình. Tôi thiết kế xe này đúng 4 chỗ ngồi này. Cánh cửa thiết kế kiểu cổ này, mở ngược này. Đó. Tôi dùng một động cơ 1.6, động cơ mới tinh. Tôi có thể đạp đến một tốc độ 160 km/h. Cái độ an toàn của nó phải ở mức cao nhất. Tất nhiên tôi chỉ đi quanh quanh khu nội đồng, không có người, ít người. Bạn bè xung quanh hay là những người mà người ta nhìn thấy tôi đăng tải cái chiếc xe lên thì người ta có ý là người ta muốn thuê để người ta dịch vụ cô dâu, chú rể. Tất nhiên là tôi từ chối thôi. Thì xe của mình chưa được đăng kiểm, vấn đề an toàn là phải đặt lên hàng đầu. Tôi tính công lao động là 300.000 một ngày. Trong thời gian giãn cách đấy là 3 người. Còn tôi là chính mà làm mất 5 tháng 6 ngày thì mới xong chiếc xe đó. Riêng cái công lên bao công rồi. Còn chưa nói đến những vật liệu sắt, máy móc, động cơ, sơn xi. Nhiều bạn bè ăn bảo tại sao tôi không làm máy bay. Không, cái việc mà nó quá vô bổ như thiết kế cái máy bay là tôi không nghĩ tới luôn. Cái đam mê, cái mong muốn tôi làm lên một chiếc xe như thế này lâu lắm rồi. Đôi lúc muốn ăn cái gì hoặc muốn mua cái đồ kia để phục vụ cho bản thân đấy, không dám mua đâu, nhưng mà để dành vào để làm một cái đam mê. Khi ta làm xong một sản phẩm đấy, khoái, thích, sướng, ngủ rồi lại dậy chồm lại ngắm cái xong lại đi ngủ tiếp. Tôi cũng rất mong muốn để chiếc xe này có thể qua các khâu đăng kiểm, đăng ký, gắn cho nó được một cái tên. Đó là cái mong muốn của những nhà sáng chế như tôi.